Rồi lại xin chào toàn thể các anh em làm thợ bẫy chim. Thì trong một cái buổi đi đánh chim sẻ ngày hôm nay thì xin chia sẻ đối với anh em mới chơi là cách chọn vị trí đánh những cái đàn chim sẻ khôn. Thì anh em có thể nhìn thấy đây là cái trụ cột điện này. Đánh sẻ thì đa số là anh em có cái cần xào, anh em gác thẳng lên trụ cột điện. Thì anh em đối với những cái đàn chim sẻ đông, anh em nên chọn những cái trụ cột điện mà nó ít cái dây chứa như thế này. Để nó chỉ có một cái bờ dây dưới thấp thôi và một bờ dây trên cao. Thì anh em đánh những cái kèo như thế này thì đối với những cái đàn sẻ khôn ấy, ví dụ ra 5-7 chục thì có thể là bắt được chục, hơn chục. Còn đối với những cái đàn sẻ mà chưa va bao giờ mà anh em đánh được ở những cái thế trụ cột điện như thế này thì cái tỷ lệ nó được rất là cao. Đấy, bây giờ thì đua xào lên móc vào cái lỗ. Đấy, móc thì cách dây điện là những cái đàn sẻ khôn này thì anh em đánh cách nó tầm khoảng tầm 1,5 mét nhé. Đấy, so mặt dây điện kìa. Đấy, khi gọi chim nó về thì khi nó xuống thì nó không ít có đà nhoài lên. Đàn chim thì ăn ở khu vực trong kia anh em. Đấy, đàn này khá là khô, để đánh từ đầu năm đầu vụ đến giờ cũng được mấy chục rồi. Đấy, bây giờ thì anh em xem cái kèo cùng đánh cái chim con chim sẻ khôn này nhá. Chim bắt đầu bật lên này anh em này. Hôm nay thì nó chắc chỉ còn tầm khoảng 20 rồi. Đây chắc chỉ hơn chục rồi. Không biết được cái vế nó ăn đâu nữa. Đây đang ra đằng sau đây. Đấy, bắt đầu bật lên dây rồi này. Đấy, một con nó xuống xào luôn anh em. Đấy, được hai con xuống xào rồi kìa. Đấy, đánh với cái cự ly như thế này thì đàn chim sẻ khôn thì nó sẽ chút nhé anh em nhé. Đấy. Khôn lắm. Đánh đổ rơi hết xuống dưới. Chùm vải kìa. Đấy, bắt đầu về đấy. Khôn lắm, đến mặt keo lại chứ. Chân chim nó vẫn ướt. Ra mất một con, 2, 4, 6. Đấy. Trên dây tầm còn khoảng gần 20 anh ạ. 8. Đấy, những cái đàn sẻ khôn này thì anh em nên lựa cái thế đánh kiểu như thế này nhé thì mới được. Không bao giờ được nó đâu. Nếu mà đánh ở những cái cột nào mà nhiều dây là không đánh được. Đấy, trên dây vẫn còn nhiều lát nhưng mà nó khôn anh em ạ. Bắt từ từ thôi. Đấy, khôn chưa? Xuống gần đến mặt keo chạy. Đó. Đó, cái nhịp bật lên bật xuống lại là mấy con đấy anh em thấy thích không? Đấy, cách đánh đơn giản thôi nhưng mà đem lại hiệu quả rất là cao đấy đối với những cái đàn chim sẻ khôn mà bị va nhiều rồi. Ở ngoài bây giờ bắt đầu nó tụ về tầm khoảng còn 20 nữa anh em. Kín xào rồi đấy. Đếm từ đầu bên kia, chạy hết, khôn chưa? Nó khôn quá, nó bị dã nhiều. Nó nghe tiếng một lúc rồi nó chán. Chắc cũng phải được hơn chục ấy, mười mấy con. Khô lắm, còn những cái con này khô lắm này. Và bây giờ ra bắt chim anh em nhé. Là cái thế đánh vào điểm chết anh em nhé. Để đối với những cái đàn sẻ khôn thì anh em nên sử dụng cái cách đánh kiểu như thế này. Còn đối với những cái đàn chim sẻ chưa va thì anh em có thể là cắm đâu cũng được, chục hơn chục hoặc là vài chục, đấy là chuyện bình thường. Những đàn chim sẻ khôn này đánh vừa phải lựa nó rất là nhiều anh em ạ. Kia cũng phải được mười mấy con ấy.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 con. 13, 14 con gì đấy. Hai, bốn, sáu, tám, mười, mười hai, mười ba con. Đàn này nếu mà thợ lon tay đến thì chắc chỉ được ba bốn con, còn đa số là nó không theo. Nếu mà đánh ở những cái trụ cột điện mà nó nhiều dây, nó bẫu đen trụ cột điện luôn, không bao giờ nó xuống anh ạ. Ok đấy, một video này trong buổi đi đánh sẻ thì xin chia sẻ đối với anh em mới chơi. Đấy, anh em nào mà xem cái video này thấy hữu ích cho mình, cũng như là áp dụng mà thấy thành công, thì anh em có thể là ấn đăng ký ủng hộ kênh để tiếp tục đón xem những cái video về cái con chim sẻ này ở trong cái vụ năm 2021. Bây giờ thì xin chào nhé, hẹn gặp lại anh em ở video sau.